thích nghe nhạc trap. Cô ấy bảo rằng cô ấy muốn làm quen, cô ấy bảo cô ấy đã chẳng làm fan. Cô bảo chồng mà em kia rất là ghen, tao thốt lên là damn. Cô ấy cứ có một nó như là kem, cô cứ buồn lấy ta như là nem. Vỗ một phát cô ấy kêu lên là slam. Trang sức lấp lánh như đèn pha, em làm anh xúc xích như bến thẻ Delta. Là Mia Phăng, anh Phăng thì bị cầm văng ba băng. Mông đã chẳng băng như trăng, bỏ đi em đa năng, biết anh mình muốn ca lăng. Nếu mà nó có hỏi thì mày cứ bảo là anh biết giới thiệu. Bốc cái bạn 20 và mày được cầm về tận 16 triệu. Đường đường là một dòng chơi, cái gì chứ tiền thì không được thiếu. Mày cứ chơi đồ hiệu thì kiểu gì chẳng có nhiều đồ hiệu. Hiểu ý anh nói không? Tóm lại là có yêu bé không? Hay là để bé chơi ngả chết cụ anh bây giờ? Nhanh mai đi anh! Trung tình nhất phố nhưng mà bố không cho yêu. Em làm anh xúc xích như bến thẻ Delta. Là Mia Phăng, anh Phăng thì bị cầm băng ba băng. Mông đã chẳng băng như trăng, bỏ đi em đa năng, biết anh mình muốn ca lăng. Simon, Simon Dominic, Simon D-O-M-I-N-I-C-O-O. Đây là, đấy là cảm nhận của chị. Còn ví dụ như anh Độ thì anh Độ có thấy chị xinh đâu? Em thấy ngon rồi. Anh chỉ cần giữ ước trong tim.
of my beats, you get a couple of my beats, you get a couple of my beats, you get a couple of my beats, you get 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 my beats, you get